Xin chào tất cả các khách hàng đang cùng quay trở lại với video Talk Show trò chuyện cùng bác sĩ ngày hôm nay. Và ngay bên cạnh Linh đây là bác sĩ Thu Hiền, đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Trong chủ đề Talk Show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về một dịch vụ tiểu phẫu thôi, đó chính là dịch vụ nâng mũi. Thì với những khách hàng khi tới với Thẩm mỹ Tuấn Anh tham khảo với dịch vụ nâng mũi thì cũng rất là nhiều các câu hỏi, và đặc biệt trong đấy thì Linh thấy đa số là các anh chị em hay hỏi là viêm xoang thì có nâng mũi được không, hoặc là đặc biệt sau khi nâng mũi thì có ảnh hưởng tới bệnh viêm xoang của các khách hàng không. Thì ngày hôm nay bác sĩ Thu Hiền sẽ chia sẻ về chủ đề này. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chủ đề thì chị có thể là nói sơ lược về bệnh viêm xoang cũng như là với dịch vụ nâng mũi được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Thùy Linh. Xin chào các chị em. Câu hỏi của Linh cũng như là câu hỏi mà bác sĩ gần đây rất nhiều chị em quan tâm, đó là khách hàng đang bị viêm xoang thì có thể kết hợp nâng mũi được không? Thì bác sĩ sẽ chia sẻ cho chị em như sau. Chúng ta khi mà viêm xoang là một bệnh lý, nhưng với trường hợp nào chúng ta vẫn có thể kết hợp cùng nâng mũi, và ưu điểm, nhược điểm của kết hợp cùng với nâng mũi là gì? Thì bác sĩ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, bác sĩ sẽ chia sẻ cho các chị em và những giải đáp cho các chị em về những cái thắc mắc trên. Vâng ạ, và với bệnh viêm xoang thì Linh tin chắc là rất là nhiều các anh chị em đã mắc phải, và nó cũng còn không quá xa lạ với chúng ta nữa. Nhưng tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay thì Linh cũng mong muốn là bác sĩ Hiền có thể là chia sẻ về bệnh viêm xoang là bệnh như thế nào và nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn câu hỏi của Linh. Bác sĩ sẽ giải thích cho các chị em như sau. Viêm xoang là gì? Thì trước tiên là chúng ta hiểu là xoang là một cái xương rỗng ở phía sau xương gò má và xương trán. Xoang bình thường sẽ là chỉ ở trạng thái là chứa khí thôi, nhưng ở trạng thái viêm xoang sẽ là có các cái dịch nhầy làm bít tắc xương nề, khiến bệnh nhân khó thở, cũng như là có các cái triệu chứng mức độ cấp tính, mãn tính riêng. Các cái dấu hiệu để nhận biết được viêm xoang đó là: thứ nhất là bệnh nhân sẽ đau nửa đầu, đo vùng thái dương, đo vùng trán. Thứ hai là mũi có thể tắc nghẽn, không thở được, nhiều dịch mũi nhảy chảy ra. Nếu mà ở đợt cấp ấy, thì các cái triệu chứng này rầm rộ hơn, ví dụ như là tình trạng xoang nặng, khách hàng không thở được thì thở hoàn toàn bằng miệng. Ngoài ra thì các cái dịch ở mũi đó, nó có thể những cái dịch viêm màu vàng hay là màu xanh, đấy là ở đoạn trạng thái cấp. Còn đối với một số bệnh nhân thì là có trường hợp là viêm xoang mãn tính. Viêm xoang mãn tính có nghĩa là chỉ cần thay đổi thời tiết thôi, hay là ở khách hàng bị dị ứng lông động vật, hay là có những cái vi khuẩn, virus xâm nhập khiến cho bệnh nhân ở cái trạng thái khi nào cũng mũi cũng nghẹt này, đau đầu triền miên này, hay là chóng mặt, nhức đầu. Đấy là những cái triệu chứng cơ bản của cái tình trạng viêm xoang, ở cái tình trạng viêm xoang cấp tính, mãn tính, hay là ở cái trạng thái là đã tiến triển rồi như thế nào, thì sẽ dựa vào cái khám lâm sàng để bác sĩ có thể nhận định được là viêm xoang đang ở mức độ nào. Vâng ạ, và chúng ta đã trải qua rất là nhiều các video nói về dịch vụ là nâng mũi. Thì Linh thấy có rất là nhiều các phương pháp nâng mũi, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Thu Hiền có thể là nhấn mạnh về các phương pháp nâng mũi mà phổ biến hiện nay được không ạ? Bác sĩ sẽ chia sẻ cho các chị em về những cái phương pháp nâng mũi hiện nay. Thì cái phương pháp đầu tiên mà xâm lấn ít nhất gọi là phẫu thuật nội khoa, đó là tiêm filler. Cái phương pháp thứ hai đó là căng chỉ mũi. Phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật thì được chia làm phương pháp phẫu thuật nâng mũi S-line này, phương pháp phẫu thuật nâng mũi bán cấu trúc và phương pháp phẫu thuật nâng mũi cấu trúc. Đây là ba cái phương pháp phẫu thuật. Còn tóm gọn chung đó là chúng ta sẽ có ba phương pháp nâng mũi chính, đó là nội khoa thì có tiêm filler và căng chỉ mũi. Ngoại khoa có nghĩa là phẫu thuật thì là có nâng mũi S-line, nâng mũi bán cấu trúc và nâng mũi cấu trúc, để xem được cái tình trạng của mình đang mức độ nào và bác sĩ có thể can thiệp nào để cái mũi mình đẹp, thì tùy vào chỉ định của từng khách hàng mà đưa ra những cái chỉ định cụ thể về cái phương pháp phẫu thuật cụ thể cho từng khách hàng. Vâng ạ, và đặc biệt là với những khách hàng mà có tiền sử bị bệnh viêm xoang, cũng như là những cái lo lắng của các khách hàng khi mà mình đang gặp phải cái bệnh viêm xoang, thì phương pháp nâng mũi nào là phương pháp phù hợp với lại các khách hàng đó nhất, thì bác sĩ Thu Hiền có thể là chia sẻ một cách cụ thể về từng trường hợp cũng như là những dịch vụ mà khách hàng có thể sử dụng được không ạ?
Với câu hỏi là đang ở tình trạng viêm xoang thì nên kết hợp nâng mũi theo phương pháp nào, thì bác sĩ sẽ chia sẻ sâu cho các chị em như sau. Là nếu như khách hàng đang ở tình trạng viêm xoang cấp tính thì bác sĩ khuyên là khách hàng phải điều trị ổn định đã thì mới thực hiện nâng mũi, mặc dù là quá trình nâng mũi chúng ta không can thiệp gì đến cái phần xoang cả, bởi vì khi chúng ta nâng mũi thì là chúng ta sẽ can thiệp hoàn toàn ở phần trên xương mũi cũng như là xung quanh cái phần mô mềm ở vùng mũi thôi, còn xoang là phía dưới. Nhưng nếu đang trong đợt cấp, có nghĩa là có viêm nhiễm, chỉ số bạch cầu đang cao, thì bác sĩ khuyên là để điều trị ổn định thì khách hàng nên mới thực hiện được dịch vụ nâng mũi. Còn khi mà đã điều trị ở mức độ ổn định rồi thì khách hàng thực hiện dịch vụ nâng mũi phương pháp gì thì tùy vào khách hàng khác nhau, bác sĩ giải thích cụ thể như sau. Chúng ta nâng mũi là chúng ta can thiệp phần mô mềm. Nếu như khách hàng mà có nền tảng là cái phần đầu mũi đã ổn định rồi, đã đẹp rồi, thì chỉ cần nâng một chút cao phần sống mũi thì có thể sử dụng phương pháp tiêm filler. Tiêm filler là tiêm xong là khách hàng đã có một cái mũi cao và đẹp ngay sau phẫu thuật. Còn căng chỉ thì áp dụng cho những cái trường hợp mà đầu mũi cũng tương đối ổn được khoảng 80-90% rồi, thì khi chúng ta căng chỉ thì sẽ làm cho cái đầu mũi cao hơn một chút xíu nữa. Ngoài ra thì chủ yếu là chúng ta sẽ làm cái phần sống mũi cao theo mong muốn của khách hàng. Đây là cái phương pháp căng chỉ. Còn với phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật, thì với những cái khách hàng mà có tình trạng là viêm xoang mà do là cái vách ngăn bị lệch lè vẹo này, thì bác sĩ sẽ khuyên là khách hàng sẽ thực hiện dịch vụ nâng mũi cấu trúc. Chúng ta sẽ can thiệp cái phần vách ngăn đấy, làm cho vách ngăn thẳng. Đấy là cái ưu điểm mà khi chúng ta thực hiện cái phương pháp nâng mũi cấu trúc này, chúng ta cũng sẽ cải thiện một tình trạng viêm xoang. Bởi vì sao? Bởi vì cái lỗ mũi được thông thoáng, vách ngăn được cải thiện, cái tình trạng lệch vẹo được cải thiện, đã làm thẳng vách ngăn thì khách hàng đồng nghĩa với khách hàng thở tốt hơn, lưu thông đường thở tốt hơn, tình trạng viêm cấp tính sẽ giảm đi, tình trạng viêm xoang được giảm đi. Ngoài ra là khi chúng ta nâng mũi xong, chúng ta cũng sẽ sử dụng đơn thuốc kháng sinh sau khi phẫu thuật, thì kháng sinh cũng làm cho cái tình trạng viêm xoang của khách hàng được cải thiện tại chỗ, cải thiện tại cái vùng đấy. Thì cho nên là tùy vào cái tình trạng viêm xoang của khách hàng nặng hay nhẹ, do cấu trúc xương trụ mũi bị lệch vẹo như thế nào, thì bác sĩ sẽ có những cái chỉ định cụ thể để khách hàng ngoài làm đẹp vùng mũi làm xong đẹp, chúng ta còn cải thiện được cái phần bệnh lý viêm xoang của chúng ta. Thì để nắm được cái tình trạng của mũi của như thế nào thì khách hàng có thể gửi cho bác sĩ cái tình trạng mũi của mình để bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên cụ thể. Ngoài ra thì cái tình trạng viêm mũi của mình đang ở trong đợt cấp, đợt mãn tính hay là những cái đợt tiến triển rồi, thì các chị em có thể qua bác sĩ tư vấn, bác sĩ có thể khám lâm sàng cho các chị em để có thể nắm được cái tình trạng mũi của mình như thế nào để đưa ra các cái chỉ định cụ thể cho khách hàng. Vâng ạ, và em rất là cảm ơn bác sĩ Thu Hiền đã chia sẻ về dịch vụ nâng mũi này, cũng như là bệnh viêm xoang thì có ảnh hưởng tới dịch vụ nâng mũi của chúng ta hay không. Và đặc biệt là từ đây chúng ta có thể thấy được là sức khỏe của chúng ta nó có ảnh hưởng nhiều như thế nào tới những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, và chúng ta sẽ ngày một hoàn thiện hơn, không chỉ về sức khỏe mà đặc biệt là về ngoại hình nữa. Trước khi chúng ta kết thúc video ngày hôm nay, thì bác sĩ Thu Hiền có thể là gửi một đôi lời khuyên tới các khách hàng để các anh chị em có thêm động lực thực hiện các dịch vụ làm đẹp không ạ? Cảm ơn Linh. Như bác sĩ đã chia sẻ thì với tình trạng của từng khách hàng mà bác sĩ sẽ đưa ra các cái chỉ định cụ thể là chúng ta có thể kết hợp được nâng mũi cùng viêm xoang không. Thì để nắm được cái tình trạng của mình đang ở giai đoạn viêm xoang nặng hay nhẹ hay như thế nào, có thể kết hợp trong thời gian khi nào chúng ta có thể thực hiện được dịch vụ nâng mũi, thì các chị em có thể qua bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra cái tình trạng ban đầu của mình để đưa ra những cái chỉ định cụ thể nhất để cho các chị em có cái phương pháp làm phù hợp nhất để thực hiện dịch vụ nâng mũi. Cảm ơn các chị em đã theo dõi video này. Vâng ạ, và với chương trình Talk Show trò chuyện cùng bác sĩ thì sẽ phát sóng vào mỗi tối thứ tư hàng tuần lúc 20 giờ. Chính vì thế là hiện tại các anh chị em đang quan tâm về bất cứ một dịch vụ gì, từ tiểu phẫu cho tới đại phẫu, thì Linh rất là mong muốn là các anh chị em có thể để lại một comment ở ngay bên dưới video ngày hôm nay về tình trạng hiện tại cũng như là các dịch vụ mà mình đang quan tâm, để tuần tới thì bác sĩ Thu Hiền sẽ làm về một chủ đề mới, chúng ta có thể là giải đáp về những thắc mắc của các anh chị em nhé. Cảm ơn tất cả các khách hàng đang theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.